nãy là chúng ta theo một cái dòng đẹp lắm kìa anh em. Nửa kìa nè, nửa nè, nửa nè, nửa nè, nửa nè. Nửa nè. Nửa nè. Nửa nè. Ê, có người bơi. Chơi tới bến luôn. Ồ, anh em thì thắng tới 10 gương luôn nè. Mở ra nha. Dạ, 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 dạ. Có con nào tím không? Nếu có anh em ơi. Bye. Còn gương nè. Đưa ra ra con DJ TV Man nè anh em. Ra cái điệp luôn anh em ơi. Đúng là cái gương này nó, cái gương này cũng đắt phết anh em, 10 gương 2000 xem á. Đâu rẻ đâu. Ai mua 30 hộp khẩu báo luôn đi. Club Man đổi được gì hả? Anh không biết nữa. Tùy theo nhu cầu của em. Club Man bây giờ nó bị tụt giá rồi. Đi cho gì ở đây. Oh, wow. Gương Hyper à. Tôi cho lại anh em ba con này đi. Tôi không có quá nhiều thứ để cho đâu nên là cho đại đi. Coi như là tôi mở dùm Henry này á. Gương Hyper mở ra biết đâu hơn ra được Hyper thì sao đúng không anh em. Ý mấy anh em kia tặng tôi cái gương này nữa nè. Ngon, mở 10 gương luôn nha. Bắn tùm lum chưa này. Bắn tùm lum rồi. Yi Yi Sư. Ồ kìa, không thấy con nào đỏ chưa vậy. Toàn là sao không. Đúng được một con là tôi xuất anh em à. Đen như chó luôn. Họ tới DJ TV Man nè. DJ TV Man. Không luôn. DJ TV Man. Ok kìa, nó kìa ấy. Nhân phẩm tôi xài hết anh em. Ra nữa đi. Không ra luôn. Gì đây. Tiếp anh. Ok em. À, lần này cho ba con lắc laser, ở red laser đi. Tôi đang là test thử nhân phẩm cho anh đi này thôi mà. Hên thì ra, không hên thì thôi. Đó, ôi trời ơi, nguyên cái hàng đẹp vãi anh em à. Ra, 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 hai bươn. Hai bươn, dịp sư. Hai bươn anh em à. Dịp sư. Cái gì kia. Oh my god. Dịp sư. Dịp sư. Đấy, 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 gọi là bàn tay vàng đấy. Bàn tay vàng đó. Thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Đó gọi là bàn tay vàng đấy anh em à. Oh my god. Tuyệt vời. Oh my god. Ba con hai bơ rồi anh em à, được ba con hai bơ rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn anh em à. Cái gương nó càng nhúng càng nhúng càng nhúng cả buổi trời rồi. Nó không có gọi là không có ra luôn anh em à. Nó không có ra được cái đó luôn nên là biết ngay là có vấn đề rồi. À ok. À, thanh niên gì ta, thanh niên anh da đen, anh da đen đâu, nô lệ da đen, vãi thanh niên nô lệ da đen, hình như nãy ông cho tôi con hai bơ đúng không? Ok, để tôi cho ông lại. Dì sơ, quá là may mắn anh em mà, ấy nó gọi là đỉnh của chớp anh em mà. Rồi ok, xong rồi đó. Rồi anh em thấy gì chưa, đó gọi là đẻn kép anh em à. À được anh ơi, được. Được, ok. Được là chúng ta sẽ dùng để nó làm cái kia. Làm giveaway cho 10k sub nha anh em. Giờ chúng ta có hai con hai bơ cho cái giveaway lần này rồi. Đó. Mình là trong những người là đẹp trai nhất của thế giới này mà. Nên cho gì ở đây. Đù. Ok. Cho cái đó thì tôi sẽ cho lại con ba con này. Nói chung là có qua có lại thì chúng ta có đủ hơn anh em à. Đấy, chúng ta mới đủ hơn anh em ơi. Ok, 4 Hyper được DJ TV Man hả? À? Không, DJ TV Man thì chúng ta cũng không cần thiết mà chúng ta chay cho lắm. Chúng ta bình thường thôi. Hồi nãy là chúng ta theo một cái dòng đẹp lắm kìa anh em. Nửa kìa nè, nửa nè, nửa nè, nửa nè, nửa nè. Nửa nè, nửa nè, nửa nè. Ê, có Hyper ơi! Cái gì? What the fuck? Oh my god, cái gì vậy anh em? Ôi là trời. Oh my god. Cái gì vậy? Vai hai con hai bơ anh em à. Oh my god. Cái gì thế? Đỏ lồm luôn anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì đỏ lồm chưa? Ok, tôi sẽ trả cho anh đi rồi lại con đi em. À. Vãi nồi anh em à. Đúng là kiểu là bàn tay vàng trong làng là mở gương nó là như vậy anh em. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.
Nãy giờ tính ra sương sương mình mở được ra ba con hả anh em? Đấy gọi là bàn tay vàng đấy. Đấy gì chưa? Cái hộp mà chúng ta tự mở á anh em, nó không có đen, nó không có đẻ bằng cái hộp mà chúng ta là được người khác donate rồi chúng ta mở nè mà. Mình chỉ mình mở giùm nó mới hên. Đó mình mở giùm mới hên anh em à. Để xem nó được cái gì nữa đây. Nè, lắc lắc lâu lâu xíu nha, lâu lâu xíu. Ôi trời ơi, này nó mà ra nữa một phát thì chắc tôi hay gọi là tôi là tắt tắt liêu, gọi là ăn mừng luôn em mà không nói nhiều. Ô là trời, tuyệt vời, đỉnh đỉnh không anh em, hay gọi là đỉnh không, từ một con hai bơ giờ lên được bốn con hai bơ rồi anh em. Anh đi cho nữa à. Ok bạn có lòng thì tôi có dạ. À, tôi sẽ đưa cho ông ba con tôm xích đồ bao nhiêu đây? 20 gương hả? 20 gương thì chúng ta sẽ chơi 6 con tôm xích nha, không ba con này ba con kia em cho nó hên, ba bánh đây chơi gọi là mấy con khác khác nhau á mới hên anh em mà, chứ hên động không nên cho giống con nha, con giống giống nhau rồi nó đen lắm, đen cực kỳ luôn. Giờ chúng ta có cái nguyên cái giao phả của hai bơ để mà chúng ta làm event rồi đó anh em. Dạ sơ ok open 10 hộp lên em. Ủa tính ra tôi không biết là cái này nó may nó kiểu như nó đỏ vậy luôn á. Ra nữa không nào. Ôi cái này thôi không đỏ lắm anh em ạ. Tôm xích hơi bị nhiều. Ủa sao hơi nhiều á, tôm xích được 4 con hả? Ui. Chắc tôi phải mồi mồi bằng một hai gương cái hai gương thường đi em. Gương thường thì nó hơi hơi lỏ cho nên chúng ta sẽ mồi mấy gương thường đi. Hello Hảo Thiên nha. Tuyệt vời. Ồ, ông kia ông mở kìa anh em. Ông kia ông mở luôn kìa. Để xem có ra được hai bơ không nha. Ồ, ui ôi. Rồi tính ra cái gương kia nó mở ra cuối cùng thì ngon mà anh em. Cái gương kia mở ra cuối cùng thì nó dễ bị dính vô gọi là hai bơ lắm. 10 hộp nè. Đấy, nó sắp. Ôi, nó sắp nguyên hàng thẳng luôn kìa anh em. Ồ, tôi có cảm giác là nó hơi đỏ đỏ rồi đó nghe. Ok, ông Nguyên. Phải nồi ông Nguyên hàng đen lùi luôn. Ôi ơi ra 5 con thì nhân phẩm mới biết hả? Không có đâu, làm gì có vụ đó. Không sao đây mà về đủ, quá đủ rồi, quá đủ rồi anh em ơi. Nguyên một hàng gọi là toàn là hai bơ không thì kỳ, cho nên là vậy là được rồi. Để tôi mở thử xem 10 gương màu hồng này xem là có ra được cái gì không nha. Để xem. Ô sao mở nhanh vậy? Ồ tính ra mấy cái gương mà lỏ lỏ gì mở ra nó cảm giác nấy quá anh em à. Nó không được đã như là cái gương kia. Đây 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 có anh em mở nữa nè. Thấy anh em mở nè anh em. Ra không ra không ra không. Ôi nó lâu anh em à. Nó lâu nó lắc mà cứ tưởng đâu là nó chuẩn bị nó ra rồi anh em. Ờ luôn, 10 gương là bao nhiêu ta? Để mình check xem giá nó anh em như này chơi nữa à. Để xem anh em ấy gì nha. Đó. Em 10 anh 10 á. Ok em. Ê hình như mấy anh này có anh nào ra hai bơ hay gì nó lắc lắc rồi nè. Để xem là mấy anh này có mở ra được cái gì không nha. Ồ, có vẻ như server của mình ngày hôm nay khá là sang cái này mà. Ba con phốt thì chơi đi. Hình như là cái con mà cái ba càng chay có giá anh em thì chúng ta sẽ là càng có tỷ lệ mở ra được con hai bơ cao hay sao á. Ủa sao này nãy giờ tôi thấy 160.000 gem vẫn còn 160.000 gem ta, ảo ma vậy hay là ổng mua bằng Robux ta? Kìa 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 kìa. Ồ không có này mà, không có. Giờ để xem tới được tôi này phải là mở là một lần 20 con đó em, phải mở một lần là hai người á, hai người mở luôn á. Ôi trời ơi mình có gia phả cái này luôn, chúng mày phải mở một chùm luôn đó em, một chùm luôn là hai mấy hộp. Ui nó kìa 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 nó kìa nó kìa. Ui vãi anh em à, trời ơi vãi. Cứ nào mở ra vậy, cứ nào mở ra vậy, anh da đen hay là ông nào vậy, hay là Tokuda, ủa lộn, hay là chúa là gì đó tôi quên rồi, lâu lại da đen hả? Ôi, ghê thế nhờ. Tính ra cái này chúng ta mở spam anh em, mở spam một lần nhiều nhiều lắm, tức là một người mở gương, hai ba người mở liên tiếp á thì kiểu như nó lắc 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 thì cái dễ bùng ra đó anh em à.
kiểu như là nếu mà chúng ta mở 5 người đúng không, 5 người hay 10 người đó, mà chúng ta mở một người là 10 gương đi đấy, thì chúng ta sẽ dễ tốn cái tiền lời ra hơn. Ok, giống như này nè đấy, lắc 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 này, mà mở xì bam gì đó anh em, thì có khi nó sẽ dễ ra hơn là bình thường á. Nó kìa, what the hell, còn hai mơ thứ 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 tư anh em ạ. Oh shit, holy shit, ôi trời ơi, nó được kìa anh em, nói gì đi, nói gì đi anh em. Ôi trời ơi, anh em thấy gì chưa, bàn tay vàng trong làng là mở hai bơ anh em à. Ấy giờ tính ra nãy giờ tôi mở được 4 con rồi anh em. đã anh em ơi, trong trong cái hộp này cho 10 con là chúng ta tốn, ủa 10 hộp là 5 5.000 xem. Mà sao anh đi này, giờ anh đi này mua quá trời hộp luôn mà sao thấy anh đi này mở nó sao sao á ta? Xem nó không tuột anh em, mà không tuột nhiêu trơn á. 160k mà trong khi anh đi này nãy giờ mở đôi tôi mười mấy, 20-30 hộp rồi. Vãi thiệt chứ. Thiệt là may mắn. Hôm nay anh đỏ thế. Khách nhân phẩm đấy, tôi khách nhân phẩm đó anh em. Ê, lắc lắc kìa anh em, lắc kìa, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Vãi, quen mày bên đi luôn kìa. Ôi là trời. Hên vãi nồi anh em ơi. Trời ơi, cái server tôi nó nay nó đỏ vãi anh em à. Cái server tôi nay đỏ vãi chưởng anh em ơi. Ôi trời ơi. Server đúng đỏ luôn anh em à. Oh my god. Ôi trời, đỏ hề luôn. Cái hộp DJ TV Man thì mình không dám mở nè, mà tại vì cái hộp DJ TV Man nó đắt vãi cái chưởng kia ấy. Cái hộp DJ TV Man là 10 hộp, à 10 hộp 2.000 gem hả? Nhưng mà mình có 6.000 7.000 gem à. Mở nó không ra thì lỏ luôn ấy. Ây da. Mở mà mở ra được con hai DJ TV Man luôn thì còn gì bằng đúng không anh em? Còn mấy cái gương màu hồng hồng này tôi sẽ mở thử xem. Ok. Mở thử xem mấy gương màu này có ra được con mệt bên đây được không nha. Ồ, mấy cái gương này mở nó lắc nó chút xíu rồi em à. Nó lắc nó chút xíu rồi bởi vì nó không có ra anh em ơi. Phải kiểu như là cái hộp hai bơ á. Nó hở nó sẽ la rất là lâu. Nó cà giật hoài luôn, giật hoài mà không thấy ra thì anh em hiểu được vấn đề ha. Đó. Ok, chắc tôi sẽ phải là dùng cái gương, tôi sẽ mở cái gương đó, chứ là gương gương DJ TV Man xem. Nó lắc lâu cực kỳ luôn á, là có kiểu là có xu hướng ra đây mà đã lắm, chứ cái kiểu mà mấy cái gương mà nó mở một cái mà nó lắc có 2-3 cái mà nó ra được con này con kia luôn á, thì nó rất là kỳ. Ok, ông này định đầu tư cho tôi cái con gì ở đây này mà mở phát ra luôn thì chơi TV Man thì thế nào chịu nổi anh em. À không, ổng chay cho tôi mấy con tôn xích anh em. Phải. Ồ, hình như là nãy giờ tôi với ổng là hơi mà tôn xích hơi bị nhiều á. What the hell, gì tôn xích gì vậy? Chắc là tôi đem qua bên anh nít chính tôi xả hàng quá anh em. Trời vãi nồi á anh em ơi. Ôi trời ơi, sao va này chứ tôi nghĩ là con tôn xích nó là đại hạ giá luôn anh em à. Ok, sao nữa kìa. Cái này tôi phải đem vô server, tôi phải đem vô nick chính tôi là đi đi sell làm một clip riêng quá anh em ạ. Chắc chắn là như vậy luôn, phải như vậy anh em ạ. Ok, thanh niên này cho tôi hả, cho tôi đi sell hay gì, sell để mà lấy gem làm event hay gì đây. Quá trời tôi xích luôn anh em ơi, tôi xích nhiều nhiều như là số thắng quân vậy. Để mở ra hai bờ đó anh. Ghê. Tính ra là ông nào muốn mở thì tôi nghĩ là vô server tôi đi. Hình như là cờ lê cũng đang ở trong server tôi đúng không ta? Ghê đi xem. À ông này ông cho tôi hết luôn em mà. Ok, con này chúng ta sẽ đi sell con sao chúng ta sell phải 15 gem, 10 con được 150 gem anh em mà. Xương xương này cũng khoảng 50 con á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử nha. Thử vận may với cái gương đó chính là gương DJ TV Man anh em. 10 gương nè. Ok. Mình thì mình không có đủ giàu để mà mình có thể mua được một đống này đâu, nhưng mà cứ thử vận may thôi, biết đâu hên hên thì sao đúng không. Nhưng mà cái gương này đắt vả cái chưởng luôn á, chứ không rẻ đâu. Ok, mở mấy gương này trước đi em, mở mấy gương này trước đi để xem là ra được cái gì trước đã, để xem
mấy gương này hôm bữa giờ mình sưu tầm, bây giờ mình phải xả xả hết luôn anh em ơi. Nhưng mà mình lại thích mở cái gương của Hyper hơn nè, mà cái gương của Hyper thì nó sẽ ấy lắm, nó mở cảm giác đã lắm. Rồi bây giờ tới lúc mà quyết định rồi nha, 10 gương không nói nhiều, lắc lâu lâu xíu đi anh bạn ơi. Ừ, nguyên đường thẳng kìa anh em. Ok, cây giấy lắc lâu lâu xíu đi chứ, lắc chút xíu mà cái gương của con là hai bơi mới nhanh lên, mới lâu lên mà mới đã. Ôi trời ơi, gương hai bơi lắc nó lâu nhưng mà nhiều khi nó cũng không có ra đồ. Ui, cái này đẹp quá chưởng luôn em ơi, đẹp quá chưởng luôn. Nhưng mà ôi trời ơi, nó méo ra anh em, mà nó méo ra còn ra màu tím cơ mà. Ây da, vậy tính ra là tôi tự mở thì nó sẽ đen hơn là việc người ta cho tôi mở anh em ơi. Ra nữa gì kìa anh em. Ờ không. Ồ, cái này mà nó ra nguyên một cái lèo là hai bơ chừng 5-6 con một cái đi là tới công chuyện anh em. Thề thiệt luôn á, nếu mà ra nguyên một lèo mà nguyên một cái hàng gọi là hai bơ cái chừng 5 con đi là tôi nói thiệt chứ anh em, chứ là bùng nổ luôn anh em, đúng đỉnh luôn á, đó gọi là nhân phẩm á anh em. À không sao, mai chúng ta là lãi được, đó chính là bốn con hai bơ, bốn con hai bơ sương sương cũng 80.000 xem rồi đó anh em. Đấy, tuyệt vời luôn. Cái này chúng ta sẽ dùng hai con để mà chúng ta làm giải, còn hai con thì chúng ta sẽ đi đem sale lấy kinh phí lấy gem làm giải đó, hợp lý luôn. Này à, tính ra tính ra là này không thấy như thế nào đây là nhân phẩm cái bộ này là đi đi đánh mất thần thù rồi đúng không? Ôi là trời, ôi là trời, đáng lẽ là 5 con mà anh cho rồi. Không, hôm nay anh mở được 4 con hả? Hai cái con kia là ông kia ông cho tôi trước này mà, ông cho tôi để mà kết bạn á đó. Xong đó thì ông cho tôi mấy cái gương, ông cho tôi lại mấy cái gương để mà tôi mở ra rồi cái tôi cho ông lại con đấy. Thật ra là mấy cái gương này ông cho tôi đó em, mấy gương này ông cho tôi xong rồi tôi mở ra rồi. Đâu ông đâu, mất tiêu rồi ta, đó đóng tiêu rồi, hình như ông chạy luôn rồi anh em ơi. Ôi rồi ơi, phá sản luôn hay gì rồi không biết nữa. Chắc là ông phá sản rồi, ông quăng bão đúng không? Ai da, em mau hả? Ok. Nhân phẩm anh lẫn lộn quá, nó phải thế anh em, mà nhân phẩm mày nó phải thế. Ok, để xem là liệu rằng mình tự mua thì nó sẽ như thế nào nha. Mình mua một gương thôi, mình thì cũng không có điều kiện nhiều cho nên mua ít ít thôi. Đây mà mở gương băng ni trước đi. Ơ cái gương bắt chích bước ơ cái gương gì, ừ gương băng ni chứ. Ê ê ê, ê trời ơi, tính ra là nó mở nó cà lắc nó làm chậm 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 anh em, nó làm chậm 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 chậm, mình cứ tưởng là nó ra thiệt không mà, nhưng mà không phải anh em ơi, nó đang đánh lừa mình thôi. Nè lắc nè, lắc nè, lắc nè, lắc nè, lắc sao buồn buồn dễ sợ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lại chúng ta sẽ đi gon cái vết ly cho anh em. Ừ, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải là uống vô một ngụm bút đây nè, mà để chúng ta tăng cái nhân phẩm chúng ta lên đấy. Mình chỉ cần là 0.3 thôi, mình chỉ cần 0.3 thôi, mình random đây sẽ tự động nó ấy về mấy con này đi. Con medic thì mình không cần luôn, trừ cái hàng legendary trở lên 3%. Rồi summon nha. Một lần đầu tiên thì đỏ rồi, lần thứ hai tôi sẽ kiếm, tôi cố gắng tôi kiếm luôn con Godly nha anh em, tôi sẽ kiếm ra kêu gắng kiếm luôn con Godly để mà khẳng định với cái kia gọi là anh em biết rằng cái nhân phẩm tôi nó đi tới cỡ nào. Legendary nè, Legendary đối với mình thì không có phải là cái gì đó quá lo lớn đâu anh em, quan trọng là Godly. Godly mà con Godly là 0.3, không phải 0.03%. Có nên chơi này không ta, chơi này hơi 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 toang, chơi này ít nhưng mà chúng ta chơi được nhiều nó cảm giác nó vui hơn. Ấy anh đi tặng tôi à, anh đi bút TV tặng tôi cái gương kìa anh em. Ok thử nha, 15k. Nói chung là coi trong đây thì nó cũng không có phải gì nó quá lớn lao đâu, cho nên là chúng ta cài được, chúng ta cứ chơi thôi. Ồ, ủa sao có cái con lò lõi người ta, phải được con Medic làm con Ebit Ackerman. Ok, gà đi bạn, gà đi, gà đi chứ, gà đi. Ôi rồi rồi, nó 50% gọi là nhân phẩm rồi, 50% nhân phẩm rồi mà vẫn chưa ra, vãi nồi thiệt. Ôi là trời, tính ra mấy con
con Legend, con gì đó, Mythic nó còn không ra nữa mà. À đây là con Mythic nè anh em, con Mythic nè, đấy. Nhưng mà con Mythic này nó cũng không có phải là lớn lao quá anh em ơi, chưa ăn thua. Mình cần là mình cần cái dòng chữ màu xanh đấy, dòng chữ màu xanh cơ kìa, chứ mấy dòng chữ màu đỏ thì tôi thấy quá quen rồi anh em à. Đâu rồi, ra đi. Có kìa, sắp hết game rồi, sắp hết coi rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Rồi một ấy thì 10 gương không ra thì chúng ta go on thử một gương xem lên em. Có kìa, đen vậy. Đen sao đen vậy? Đen vãi nồi. Ý dạ, là con đây gần đây đi nè. An ủi cũng đỡ. Mà có vẻ như Mythic nó khó ra vãi anh em ơi. Rồi luôn rồi. Rồi méo đủ tiền rồi, méo đủ đem ở mấy đủ coi chứ mà random Mythic luôn rồi. Thôi xong. Thôi xong con ông. Thôi xong con ông. Rồi hết luôn rồi. Rồi. Ra là nhân phẩm của Hyper nó cao bao nhiêu thì nhân phẩm của cái đống này nó lại thấp xuống bấy nhiêu anh em. Để xem. Gà được gì đây? Ui trời ơi. Sao nữa à? Phải, giờ hôm nay chứ mà sao chúng ta có cả một gọi là một cảm một kho tàng luôn rồi anh em. Ôi là trời. Sao chứ là tôi xuất ra một cái gọi là kho tàng luôn rồi. Quá là kinh khủng anh em à. Tôi không ngờ là kinh khủng như vậy luôn á. Ok, thì tóm lại một điều là hôm nay chúng ta cũng đã có là được quá là nhiều cái nói chung là kinh đó anh em. Kinh khủng thật sự. Có quá nhiều cái vận may trong ngày hôm nay rồi.